Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng và con bò sữa thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc vào hôm 2 tháng 12 với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã cho ý kiến về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo chí nhà nước mấy ngày qua cũng liên tục có nhiều bài vở tuyên truyền về sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước với thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố, ngoài sự có mặt của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, còn có cả ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính và các ủy viên Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh con bò sữa mang tên thành phố Hồ Chí Minh đã phải nộp tới 82% tổng thu nhập thuế về Trung ương. Liệu đây có phải là sự thay đổi về chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với thành phố Hồ Chí Minh hay không? Nhà báo Võ Văn Tạo nhận định như sau. Lâu nay, ai cũng biết thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, là nơi làm ra rất nhiều tiền nuôi sống xã hội, sợ nhất so với các địa phương khác, chiếm tới 25% tổng GDP của cả nước. Trong khi Việt Nam có 60 mấy tỉnh thành, nhưng chính sách của nhà nước đã bóc lột thành phố hơi nặng nề. Từ năm 1975 cho đến nay, hàng năm, tất cả vật chất làm ra chỉ được để lại ở thành phố có 17%, còn lại là đưa hết về Trung ương, tức là ra Hà Nội. Điều này gây ra sự bất bình ngấm ngầm của những người ở miền Nam, cũng như người ở thành phố Hồ Chí Minh. Như thế là quá bất công, trong khi ở phía Bắc được đầu tư rất mạnh về hạ tầng cơ sở, đường xá, tất cả những cái đó là ngân sách của Trung ương rót xuống. Mà ngân sách đó từ đâu? Từ thu thuế của các địa phương, cho nên có sự bất bình ngấm ngầm. Cũng theo nhà báo Võ Văn Tạo, có thể về tình hình đó cho nên nhà nước có những chính sách thay đổi nhất định để tránh gây bất mãn không tốt trong dư luận của người dân. Ông nói tiếp. Thứ hai, danh chính ngôn thuận mà nói, ai cũng biết thành phố Hồ Chí Minh quan trọng, cho nên dù muốn hay không muốn, Đảng và nhà nước cũng phải lưu tâm đến chuyện đó. Tức là có cách nào để thành phố phát triển tương xứng với tiềm năng có thể của nó, chứ lâu nay như thế là chưa chú trọng, nên đã kìm hãm tiềm năng của thành phố, chính cái đó sẽ làm ảnh hưởng đến cả nước. Đây là hình ảnh mạng lưới cao tốc chằng chịt, dư thừa ngoài Bắc, dân thì ngồi nhậu, trâu bò thì thả rông. Một người dân hiện sống tại thành phố không muốn nêu tên vì lý do an toàn cho biết, cách biệt giàu nghèo tại Sài Gòn hiện nay quá lớn. Tôi thấy mức sống của người dân Sài Gòn giữa cái nghèo và cái giàu chênh lệch nhau lớn lắm. Người nghèo thì nghèo lắm, người giàu thì giàu lắm. Mà hầu hết dân nhập cư tại Sài Gòn, rồi dân Sài Gòn vẫn lao động chân tay thì lấy đâu ra. Mình phải thấy rõ chứ sao lại tuyên bố như vậy được. Điều đó là vô lý. Nhiều năm trước đây, một số lãnh đạo của Việt Nam cũng đề ra mục tiêu đến năm 2045, thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm kinh tế tài chính của châu Á. Chất lượng đời sống cao, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 37.000 USD mỗi năm là điểm đến của toàn cầu. Còn tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, từ năm 1993 cho đến năm 2005, nhận định cho rằng mục tiêu đó còn khá xa vời. Ông nói, mục tiêu đó đề ra nhưng cho đến nay, bước tiến để mà đến mục tiêu đó còn chậm và còn khá xa vời. Thành phố cần phải tiếp tục đẩy mạnh chuyển sang kinh tế số, phát triển mạnh mẽ hơn nữa các dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ về quản trị doanh nghiệp và phát triển khoa học công nghệ. Cơ sở hạ tầng của thành phố thì các bước tiến nhưng hiện nay sự kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn chậm. Điều này đã nhận thức được hay nay đang có kế hoạch để cố gắng thực hiện cải cách hiện tình hình kết cấu hạ tầng kết nối giữa đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy giao thương kết nối chuỗi giá trị đồng bằng sông Cửu Long với công nghiệp chế biến, chế tác của thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa. Đây là hình ảnh đường lưới cao tốc duy nhất từ thành phố về miền Tây dễ dàng bị kẹt xe khi có tai nạn xảy ra. Chính phủ Việt Nam trước đây cũng đã đề ra 3 khâu đột phá quan trọng. Một là nỗ lực vượt bậc thiết lập thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là xây dựng kết cấu hạ tầng. Thứ ba là nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cả 3 khâu đột phá đó cho đến nay cũng chỉ làm được rất khiêm tốn. Còn những việc chính yếu của nhà nước như đảm bảo luật pháp, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô thì theo ông cũng chưa hiệu quả. Lâu nay, nhiều vị lãnh đạo của Đảng và Chính phủ
thường hay phát biểu đưa ra mục tiêu Việt Nam sẽ sớm trở thành cường quốc về một lĩnh vực nào đó. Đơn cử như tại hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 năm 2010, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khi phát biểu bế mạc hội nghị từng nói rằng mục tiêu tới năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại. Đến nay mục tiêu đó cũng chưa đạt được. Nguyên Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng khi còn tại chức cũng đã từng quyết định xây dựng các tập đoàn nhà nước lấy ý tưởng từ mô hình của Hàn Quốc để trang bị cho nền kinh tế những cú đấm thép, tức là áp dụng chính sách chủ động công nghiệp hóa để phát triển nhanh, trong đó có vai trò của các tập đoàn làm trụ cột. Tuy nhiên, ước mơ của ông Dũng đã để lại hậu quả là những tổng công ty như Vinalize, Vinashin v.v. với những món nợ khổng lồ lên đến hàng chục ngàn, trăm ngàn và hàng triệu tỷ đồng mà cho đến nay vẫn chưa giải quyết hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de. Các bạn hãy chia sẻ video YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người đầu tư bất động sản muốn gục ngã. Nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính lớn đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khi hạ giá rất nhiều nhưng cũng không ai mua cả. Còn tiếp tục ôm hàng thì có thể gánh nợ xấu. Đặt cọc gần 2 tỷ đồng cho một căn nhà phố hình thành trong tương lai ở Biên Hòa, Đồng Nai, chỉ với mục đích là đầu tư, chị B, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh giờ đây đau đầu với bài toán dòng tiền. Chủ đầu tư ân hạn gốc và lãi tối đa là 9,5% mỗi năm trong vòng 2 năm. Tới thời điểm mua, tôi thấy đây là ưu đãi tốt nên đã đặt cọc 20% và dự định vay 80% còn lại. Tuy nhiên hiện tại lãi suất đã lên quá cao, nếu chấp nhận vay tôi phải bù thêm 5-6% mỗi năm, vượt quá dự kiến. Sau khi nhẩm tính sơ bộ, tôi muốn ngã gục vì dòng tiền của gia đình lúc này cũng không ổn định, chị B kể. Sắp đến hạn giải ngân số tiền còn lại, chị B vẫn chần chừ, chưa dám ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng, chị tâm sự. Tôi muốn sang cọc nhưng giao mãi không ai hỏi han, giờ tôi bỏ cọc là mất gần 2 tỷ đồng, uổng lắm, mà giữ thì có lẽ cũng không gồng nổi. Bỏ cọc, hạ giá, thoát hàng hay là gồng nợ? Câu hỏi đang được đặt ra với các nhà đầu tư bất động sản nhỏ tại Việt Nam. Đây là hình ảnh lãi suất thả nổi vay mua nhà đã chạm ngưỡng 15% mỗi năm. Không khá khẩm hơn chị B, anh Chí Cường sau khi đặt cọc 30% cho một căn hộ tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì chờ hơn một tháng qua vẫn chưa được ngân hàng giải ngân khoản vay tương đương 70% giá trị còn lại. Dù kế hoạch giải ngân ban đầu là trong tháng 11, đến nay ngân hàng vẫn báo chưa có room. Anh chia sẻ, nếu không vay được tôi không biết xoay sở như thế nào để thanh toán cho chủ đầu tư. Theo hợp đồng, chậm ngày nào tôi phải trả thêm phí phát sinh ngày đó. Cứ kéo dài như thế, có thể tôi sẽ bị phạt hết số tiền đã đặt cọc. Những ngày qua, anh Cường liên tục đăng tải trên mạng xã hội nhờ nhiều người môi giới sang cọc, nhưng dường như không ai hứng thú mua hay đầu tư căn hộ xa trung tâm này. Thực tế, càng cận Tết, càng không khó bắt gặp những dòng thông báo như chủ ngộp cần bán gấp hoặc đất ngộp hạ giá trên mạng xã hội. Trong số đó, thậm chí một căn nhà một tầng, một lửng, hai tầng ở đường Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh được giao bán từ đầu năm cho đến nay vẫn chưa chốt dù đã liên tục giảm giá. Môi giới căn nhà này cho hay, căn này lúc trước 10 tỷ đồng, nay qua 4 đợt giảm giá chỉ còn 8 tỷ đồng, nhưng chủ nhà đang ngộp nên muốn bán nhanh, nếu khách có nhu cầu vẫn có thể thương lượng thêm. Trong khi đó, một căn đăng trên trang Shop House diện tích 170m2 tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng được giao bán cắt lỗ vừa tới 50 tỷ đồng, chỉ còn 150 tỷ đồng. Các sản phẩm tương tự ở đây cũng đang được chào bán quanh mức giá từ 130 đến 160 tỷ đồng mỗi căn, tương ứng giảm từ 20 đến 25% so với trước đây. Và rõ ràng như thế là bất động sản ngộp giá nhưng vẫn rất khó bán. Đây là hình ảnh hàng ngộp giá rẻ nhưng môi giới bất động sản cũng không dám ôm sang tay để kiếm lời. Trao đổi với báo chí, ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc công ty đầu tư bất động sản An Hòa xác nhận, đang có rất nhiều trường hợp nhà đầu tư ngộp. Điển hình là với bất động sản xa như Đắk Nông, Đắk Lắk, v.v. hay tại những dự án có quá nhiều sản phẩm mà tỷ lệ lấp đầy không cao. Tuy nhiên, ông nhìn nhận bất động sản giao bán hiện tại sẽ khó có người mua vì tại thời điểm này người mua phải giao dịch bằng tiền mặt, khó vay vốn ngân hàng, ông Quang nói. Giai đoạn này nếu có tiền mặt
nhà đầu tư sẽ ưu tiên mua bất động sản ở khu vực trung tâm và đáp ứng nhu cầu ở thực. Bất động sản đẹp, giá giảm tốt sẽ dễ thanh khoản. Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia tài chính bất động sản Nguyễn Duy Truyền, giám đốc của Housing dẫn lời các căn nhà chung cư hiện hữu tại các khu đô thị chỉ giá đã giảm giá tối đa tới 10-20%. Lý do là trước đây thị trường này không bị băng giá ảo, trong khi đó những loại hình như đất nền vùng ven, đất bất động sản nghỉ dưỡng đã tăng giá gấp 10 lần trong 3 năm qua. Ông Truyền phân tích, nói là cắt lỗ nhưng đây mới chỉ là đưa bất động sản về giá trị thực. Hiện tại giảm một nửa thì giá vẫn cao hơn gấp 5 lần trước kia. Đây là hình ảnh video chốt đơn đất nền tại tỉnh Lẻ, Bình Phước. Rất đông người săn hàng giảm giá gây xôn xao từ đầu năm 2022. Đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ bất động sản, ông Truyền cho rằng nếu dùng đòn bẩy tài chính thì nên cắt lỗ, thoát hàng hoặc giảm tỷ trọng vay ở các tổ chức tín dụng càng sớm càng tốt. Nếu nhà đầu tư mua bằng tiền mặt thì có thể giữ lại, nhưng phải xác định tài sản không có giá trị thực sẽ khó tạo được lợi nhuận. Đặc biệt, ông nhấn mạnh kể cả với bất động sản có giá trị thật, nhà đầu tư vẫn cần xem xét kỹ bài toán tài chính. Phải tính đến trường hợp nếu lãi đi vay tiệm cận 18% mỗi năm thì có trả nổi hay không. Nếu không, phải cắt giảm lỗ bằng mọi cách để tránh ảnh hưởng đến gia đình và doanh nghiệp, ông khuyến nghị. Trong bối cảnh kinh tế thế giới dự báo còn rất nhiều biến động, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cũng khuyên nhà đầu tư và người mua nhà tính toán thận trọng trước khi vay vốn nhằm đảm bảo chi phí đáp ứng nguồn vốn cũng như các khoản dự phòng trong trường hợp lãi suất tăng lên. Theo ông, lãi suất ngân hàng từ nay đến cuối năm sẽ không tăng, nhưng sang năm 2023 có thể tiếp tục tăng với mức tăng kỳ vọng từ 0,1 đến 1% một năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Người đầu tư bất động sản muốn gục ngã. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.